Cứ vào dịp cuối năm âm lịch thì người dân ở một số xã ven sông Lam thuộc huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An lại vào vụ thu hoạch dươi. Đây là một nghề rất đặc biệt và sản phẩm cũng rất đặc biệt khi họ coi đây là lộc trời cho. Tuy vất vả hơn những công việc khác nhưng hầu hết người dân ở đây nhà nào cũng đi vớt dươi bởi giá dươi bán ra thị trường với giá rất cao. Giữa thời tiết rét như cắt da cắt thịt của dịp cuối đông, khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì những người dân ở xã ven sông Lam thuộc huyện Hưng Nguyên lại kéo nhau ra đồng thu hoạch dươi. Xe cộ, ánh đèn lấp lánh, tiếng nói cười tạo một không khí rộn ràng, báo hiệu một vụ dươi được mùa. Em cùng với quý trình bật trời thì nói thật thì các anh là cũng vất vả. Nhưng mà cái giá trị của hắn thì chúng ba con cũng mong muốn là cái giá trị này làm ra với cái sản phẩm đấy thì cũng phải là cái sản phẩm của nó mới chứ đấy là của bột nước. Khoảng từ 0 giờ đến 4 giờ sáng, cả cánh đồng dươi lại sáng rực ánh đèn. Hàng trăm thửa ruộng cùng hàng trăm mét lưới được người dân đóng cọc vây răng xung quanh. Nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị đầy đủ cho mình những dụng cụ cần thiết để bắt đầu hành trình vớt dươi. Làm được con rươi là vất vả, khổ sở. Nếu mà có mưa gió bão tố thì có con rươi lên. Thời tiết mà trong lành mát mẻ sạch sẽ thì nắng ráo là ít, hiếm lắm. Theo người dân nơi đây thì năm nào thời tiết càng rét kéo dài thì năm đó rươi sẽ được mùa. Rươi chỉ bắt được vào ban đêm. Từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, dươi có nhiều nhất vào các ngày từ 13 đến 16 và từ 28 đến mùng 1. Những ngày còn lại cũng có nhưng ít hơn. Dươi được người dân nơi đây coi như là lộc trời ban tặng. Vì thế, dươi vào ruộng của ai thì người đó được thu hoạch. Với người dân vùng ven sông Lam thì nước lên sống với lũ, nước xuống thì sống với dươi. Con rươi nên là thó về cái năng suất làm mà để người ta đi một hồi rưỡi hoặc như thế này mà được thì thó về năng suất hơn cả một vài tạ ba tạ lúa là bình thường. Cho nên cả cái mỗi nhà có một ô ruộng gì đó cũng phải là nhà đồng có. Nó chia theo bắt thăm theo hồ ruộng chia đất lâu dài, ruộng đất lâu dài thì coi người nào được thì được hưởng mà còn không được thôi. Sau hơn 4 giờ đồng hồ thức cùng với dươi và khi rạng đông bắt đầu ửng hồng thì một không khí khác cũng không kém phần náo động. Đó là lúc thương lái tập trung ở hai đầu đường ra những cánh đồng dươi, chờ người dân mang dươi lên để thu mua. Vì giá dươi bán ra thị trường rất đắt, nên những năm có nhiều hộ thu về hàng chục triệu đồng. Với họ, dươi dù được hay mất mùa, nhưng cũng hơn làm lúa, làm ngô.